Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay. Hôm qua, ngày 5 tháng 12, gần 550 người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong vùng Tây Bắc đã hội tụ về miền đất tổ, dự lễ tuyên dương người có uy tín tiêu biểu trong toàn vùng. Báo Quân đội Nhân dân ca ngợi những tấm gương tiêu biểu được tôn vinh. Tuy lời nói, việc làm của họ rất bình dị nhưng lại có sức thuyết phục, lôi cuốn mạnh mẽ. Bài viết nhấn mạnh, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn có sự đóng góp hiệu quả rất đáng trân trọng của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc. Vì vậy, tôn vinh, cổ vũ, phát huy vai trò của người có uy tín, các gương tiêu biểu, đặc biệt là tại những địa bàn có vị trí chiến lược trọng yếu về quốc phòng an ninh, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số là chủ trương đúng đắn, mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước ta. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự tính, năm nay xuất khẩu gạo cả nước khó đạt mốc 5 triệu tấn, thấp nhất kể từ năm 2009 đến nay. Báo Nhân dân cho rằng, thực tế này ảnh hưởng đến thu nhập của hàng chục nghìn nông dân và các doanh nghiệp xuất khẩu gạo và tác động xấu đến niềm tin vào đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Theo bài viết, để chặn đà suy giảm và hồi phục thị trường xuất khẩu gạo, ngành nông nghiệp và các doanh nghiệp kinh doanh gạo cần tích cực đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng ở khu vực châu Phi, tháo gỡ khó khăn tại các thị trường chính như Philippines, Mỹ, thậm chí tiếp tục mở đường xuất khẩu gạo sang Trung Quốc. Về lâu dài, cần quyết liệt thực hiện đề án tái cơ cấu ngành hàng lúa gạo mà ngành nông nghiệp đang triển khai, tập trung cho xây dựng thương hiệu gạo, quy hoạch sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm theo nhu cầu thị trường. Chứng chỉ tin học trình độ ABC đã dừng cấp mới vẫn bán công khai là thông tin đáng chú ý có trên báo Lao động. Theo phản ánh của bài viết, thông tư liên tịch số 17 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định rõ việc dừng đào tạo cấp các chứng chỉ tin học ứng dụng ABC kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2016. Nhưng trên thực tế, các trung tâm đào tạo tin học ngoại ngữ tại Hà Nội và nhiều thành phố khác vẫn có đủ chiêu trò để dụ học viên chi tiền mua bằng mà khỏi cần học. Bài viết dẫn ý kiến ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Thường xuyên cho biết, tình trạng mua bán chứng chỉ loại A, B, C đã diễn ra từ lâu. Trách nhiệm quản lý và xử lý các cơ sở có hành vi trên đã được Bộ giao về lãnh đạo các sở giáo dục đào tạo trên cả nước. Rõ ràng, nếu ở đâu có tình trạng mua bán chứng chỉ thì đó là hành vi sai luật. Lãnh đạo mà trực tiếp là giám đốc sở giáo dục và đào tạo nơi đó phải có trách nhiệm xác minh, xử lý tùy mức độ. Với nhân đề cảnh giác với bà hỏa dịp cuối năm, báo Vĩnh Phúc cho biết, thời gian qua, các vụ cháy nổ xảy ra ngày càng nhiều, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cũng như tính mạng của người dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do ý thức phòng chống cháy nổ của một bộ phận người dân còn hạn chế, thậm chí nhiều người còn chủ quan, thờ ơ với công tác này. Theo bài viết, từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh sẽ tiến hành tổng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, trong đó tập trung vào các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa, các cơ sở có nguy cơ dễ phát sinh cháy, nổ lớn, quyết không để xảy ra những vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng. Chuyển sang phần điểm báo quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, cử tri Italia vừa nói không với dự luật cải cách hiến pháp do Thủ tướng nước này Matteo Renzi và Đảng Dân Chủ cầm quyền khởi xướng trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 4 tháng 12 vừa qua. Báo Quân đội Nhân dân bình luận đây là cú sốc trên chính trường Italia. Bài viết phân tích, dù cuộc trưng cầu ý dân vừa diễn ra là chuyện nội bộ của Italia, song nó cũng tác động không nhỏ tới EU. Sau sự kiện Brexit và thắng lợi của tỷ phú Donald Trump trong cuộc bầu cử Mỹ, chiến thắng áp đảo của phe nói không với cải cách hiến pháp ở Italia sẽ tạo ra một hiệu ứng domino đối với các cuộc bầu cử tại Hà Lan, Pháp và Đức trong năm 2017. Nếu điều đó xảy ra, một châu Âu đoàn kết, thống nhất trong hàng thập kỷ sẽ bị rạn vỡ trước sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc ở khắp châu lục này. Đây mới thực sự là điều mà châu Âu lo sợ nhất. Tuần này là khoảng thời gian căng thẳng đối với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và các đảng đối lập ra sức kêu gọi luận tội bà Park và nội bộ đảng cầm quyền có dấu hiệu ủng hộ. Theo phân tích của báo Giao thông, hiện ba đảng đối lập của Hàn Quốc đề xuất dự thảo luật để luận tội bà Park Geun-hye vì cáo buộc tham nhũng, lạm dụng quyền lực. Nếu dự thảo này được thông qua ngày 9 tháng 12 tới, bà Park đối mặt nguy cơ trở thành Tổng thống dân cử đầu tiên phải rời ghế trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Một số người ủng hộ đề xuất cho phép bà Park tự nguyện từ chức vào tháng 4 năm 2017 và bầu cử tổng thống vào tháng 6 cùng năm. Tuy nhiên, phe đối lập không chấp nhận. Thông tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.